Thân mến chào mừng các bạn, chúng ta tiếp tục trở lại kênh Mr. Long Loneliness Learn. Chúng ta đến với phần 3 của cái đề thi học kỳ 1 lần này. Như thầy đã nói trong phần 2, phần 3 chúng ta sẽ đụng đến phần luyện đọc. Đây, đây là một bài đọc. Rồi, cái chúng ta bắt đầu hiểu cái bài đọc này rồi thầy trả lời cho các bạn các câu hỏi nha. Nhiều người trẻ tuổi đang vật lộn, đang đấu tranh để trở nên độc lập đó các bạn. Là đời sống phụ thuộc, bây giờ muốn sống độc lập đó. Điều đó có nghĩa là bạn có khả năng để biết chăm sóc được bản thân bạn, và bạn không phải dựa vào bất cứ ai khác cả. Không còn dựa vào bất cứ ai khác nữa. Tuy nhiên, để sống một cách độc lập, bạn cần một số lượng những kỹ năng của cuộc sống. Bạn cần nhiều kỹ năng á, một số kỹ năng cuộc sống trong để không phụ thuộc vào bố mẹ của bạn và những người anh hay những người chị lớn tuổi của bạn. Bạn cần một số kỹ năng để các bạn không có phụ thuộc vào người ta. Một trong số những kỹ năng quan trọng nhất là cái kỹ năng quản lý thời gian. Cái kỹ năng đó nó có thể giúp bạn xây dựng được cái sự tự tin của bạn và sự tự trọng của bạn. Với cái kỹ năng quản lý thời gian tốt, bạn có thể thực hiện những cái nhiệm vụ hàng ngày của bạn, bao gồm những trách nhiệm của bạn tại đâu? Những trách nhiệm của bạn tại trường và những trách nhiệm của bạn tại nhà với những kết quả đáng là vui vẻ, tự hào. Hơn nữa, bạn sẽ không cảm thấy bị áp lực, stress hay là áp lực đó khi những cái ngày của các kỳ thi đang đến gần. Những kỹ năng này cũng có thể giúp bạn thực hiện nhiều gì các bạn, nhiều sự tự độc lập và đầy trách nhiệm thực hiện này, bạn giúp bạn hoạt động á đầy trách nhiệm và đầy tự độc lập hơn, và bạn sẽ nhận được nhiều cái điểm tốt hơn, nhiều điểm cao á, ở trường lớp á, và bạn có nhiều thời gian cho gia đình của bạn và những người bạn của bạn. Cái việc phát triển những kỹ năng quản lý thời gian không như là cái thách thức mà bạn đã có thể nghĩ tới. Có nghĩa là cái kỹ năng mình phát triển cái kỹ năng quản lý thời gian này nó không đến nỗi khó lắm như mình từng nghĩ đâu. Nó không phải đến nỗi thách thức như bạn có thể nghĩ đâu. Đầu tiên á, hãy làm một kế hoạch để làm nhiều thứ mà bạn cần làm. Thực ra một cái kế hoạch đó, tạo một cái kế hoạch làm nhiều thứ mà bạn cần làm, bao gồm những cuộc hẹn hay là những cái hạn đến đó. Ví dụ như mấy ngày nữa hết bài tập về nhà, kiểm tra bài tập về nhà, mấy ngày nữa thi một tiết vân vân đó, thì cái deadline này là những cái kỳ hạn cuối đó các bạn, đó hạn chót đó. Sử dụng một cuốn nhật ký hoặc là một cái app điện thoại đó, trên điện thoại thông minh, thiết bị điện thoại thông minh của chúng ta đó, chúng ta hay gọi là những cái apps đó các bạn, những cái ứng dụng đó, sẽ sao sử dụng những cái đó sẽ giúp bạn, nhắc nhở bạn về những cái gì mà bạn cần phải hoàn thành và khi nào bạn cần hoàn thành nó. Thứ nhất là như vậy rồi. Thứ hai, ưu tiên những hoạt động của bạn. Bạn cần phải quyết định cái nhiệm vụ nào là khẩn cấp nhất và quan trọng nhất, và lúc đó tập trung cho cái những nhiệm vụ đó trước tiên, tập trung đầu tiên đó. Điều này, cách thức này hay là theo cách này, bạn không thể sao bạn đặt bạn ở trong một cái trạng thái là mất quá nhiều năng lượng hay thời gian vào nhiều việc đó các bạn, đồng thời một lúc á. Có là từ cái chỗ này á,
Cho tới chỗ này là chúng ta hiểu là bằng cái cách chúng ta lập kế hoạch tốt như vậy á, thì chúng ta sẽ không có làm một lúc nhiều việc được để chúng ta phải bị mất việc á, chúng ta không làm tốt á, là chúng ta sẽ giải quyết từng việc một rất là gọn gàng, ý là như vậy các bạn nha. Và cái thứ ba là phát triển những cái lề lối là hàng ngày đó, có nghĩa là chúng ta mấy giờ mỗi ngày, giờ nào việc nấy, giờ nào gì việc nấy, chúng ta phải phát triển cho nó, chúng ta phải có kỷ luật, chúng ta làm tốt ngày nào như ngày nào vậy. Bởi vì những cái lề thói hàng ngày đó là sao các bạn? Đó, bởi vì những lề thói là này, khi mà nó được thành lập á, những cái lề thói hàng ngày á, những cái thói quen, tóm lại là những thói quen hàng ngày chúng ta á, mà khi mà được thiết lập rồi đó, thì nó sẽ lấy của bạn rất ít thời gian để làm nhiệm vụ, những nhiệm vụ của bạn đó. Cái cách người ta chỉ chúng ta là như vậy. Và cái đoạn cuối, những kỹ năng quản lý thời gian không khó để phát triển, để hoàn thành á. Một khi để phát triển á, một khi bạn đã thông thạo nó rồi, bạn đã giỏi quản lý thời gian rồi, thì bạn sẽ tìm thấy được, bạn chỉ thấy ra rằng, bạn chỉ phát hiện ra rằng là sao, chúng là những cái chìa khóa tuyệt vời, chúng là những cái điều rất là tuyệt vời đó, những cái rất là quan trọng tuyệt vời để bạn thành công và bạn có thể trở thành một người độc lập đó các bạn. Đó, đây là một cái bài đọc rất là hay, và thầy cũng dừng lại, thầy đọc hơi lâu một xíu, thầy dịch hơi lâu một xíu, chậm lại một tiếng cho các bạn để các bạn dễ hiểu. Rồi, bây giờ chúng ta đến với các câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là câu 31 này. Cái điều nào ở phía dưới đây, điều nào phía dưới đây là không được đề cập như là lợi ích của cái kỹ năng quản lý thời gian tốt? Câu 31 chọn C. Những điểm nhận được những điểm tốt ở tại trường và có nhiều thời gian cho những hoạt động khác. Có không? Đúng rồi, đâu có đề cập trong cái kỹ năng quản lý thời gian tốt đâu các bạn. Đó, câu 3, à, xin lỗi các bạn, đây đây đây, xin lỗi, đây đây. Đây đây, câu C sao nha, câu 32 là không được. Câu 32 á là các bạn, nếu mà hỏi câu 32 là các bạn chọn B cho thầy nha. Bởi vì sao? Cái câu 32 là nhận điểm tốt ở trường và có nhiều thời gian cho bạn bè là đúng rồi chứ, đúng không? Cho những hoạt động khác nữa, đúng rồi chứ, đúng không? Nếu mà hỏi câu 32 á thì các bạn chọn B này, hoàn thành những cái nhiệm vụ, những công việc của hàng ngày với kết quả tốt nhất, đúng không? Hoàn thành những cái nhiệm vụ hàng ngày với kết quả tốt nhất thì trong bài không có đề cập. Câu 32 đó các bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta đến câu 31 này. Câu 31 là cái ý tưởng chính của cái đoạn văn này là gì? Thì câu 31 thầy suy luận được là thầy chỉ có chọn cái này thôi. Bởi vì cả cái đoạn văn người ta nói về kỹ năng quản lý thời gian rất là nhiều. Đó. Thành thạo những kỹ năng quản lý thời gian có thể mang lại nhiều lợi ích và có 3 bước để phát triển cái kỹ năng quản lý thời gian. Chính xác. Thầy vừa dịch trong các bạn đến ba bước đúng không? Đây, bước thứ ba đây. Ok. Đó, câu 31, câu 32 thầy làm xong rồi nha. Câu 32 là các bạn chọn B nha. 33. 33 các bạn nhìn này. Bạn có thể ưu tiên những hoạt động của bạn như thế nào? Thì 33 các bạn tiếp tục chọn B. Tập trung vào những cái nhiệm vụ quan trọng và khẩn cấp nhất. Đầu tiên, tập trung trước hết là những nhiệm vụ quan trọng và khẩn cấp nhất. 34. Cái từ accomplish này á, nó đồng nghĩa với từ gì, có nghĩa là gì? Thì hồi nãy thầy dịch cho các bạn nó là cái hoàn thành đúng không? Thì nó là đây, complete, đúng không? Complete, hoàn thành. 34 các bạn chọn A, hoàn thành. Nó còn một từ hoàn thành nữa, các bạn nhớ không các bạn? Các bạn học từ vựng nhiều các bạn nhớ không? Đúng rồi, từ finish. Đó, đây cũng là hoàn thành. Như vậy là đây cũng hoàn thành, accomplish, finish, complete đều là hoàn thành, nhưng chắc thái ngữ nghĩa của nó khác nhau nha. Sau này đụng đến những cái video cụ thể đó thầy sẽ nói kỹ hơn. Bây giờ đến câu 35, đến câu cuối cùng của cái bài đọc này. Câu 35 các bạn chọn câu nào? Quan điểm của tác giả về cái việc phát triển kỹ năng quản lý thời gian là gì? C. Ba phương án C thôi. Nó dễ hơn. Có nghĩa là để thông thạo nó, để thành thạo nó, để thông thạo thành thạo kỹ năng quản lý thời gian thì nó dễ hơn nhiều người nghĩ, nhiều người cứ nghĩ khó nhưng thực ra nó dễ hơn nhiều, ý là như vậy các bạn ha. Rồi, như vậy là cái phần đọc là cũng là kết thúc cái bài đọc, cũng là kết thúc cái phần 3. Cái phần 3 của cái đề thi học kỳ 1 lần này. Và hy vọng các bạn thích video này và các bạn tiếp tục nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để các bạn đón nhận thêm nhiều cái video hay tiếp theo của Mr. Long Linh ha. Một lần nữa, cảm ơn các bạn rất là nhiều.
chúc các bạn vui và hẹn các bạn video cuối cùng ở cái đề thi lần này là phần 4. Phần 4 cũng là một bài đọc nhưng bài đọc ở dạng khác các bạn nha.